Theo thống kê từ các cửa khẩu thì thời gian qua đã có hàng trăm chiếc xe tải Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam. Điều đáng nói là nhiều xe trong số này có gắn còi hơi trên nóc cabin, dù đây là loại còi bị cấm dùng trong thành phố vì đã gián tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Thống kê lượng xe ô tô tải Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm 2015 đến ngày 15 tháng 7, chủ yếu qua hai cửa khẩu Lạng Sơn và Quảng Ninh. Trong đó, số lượng xe chủ yếu qua các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn với 35.783 chiếc, ô tô tải Trung Quốc nhập qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Ninh có 286 chiếc. Cục Giám sát Quản lý Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định, ô tô nói chung và ô tô tải Trung Quốc nói riêng, nhập khẩu phải được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi thông quan. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các quy định hiện không cấm lắp còi hơi trên phương tiện mà chỉ khống chế cường độ âm thanh. Với xe tải nhập khẩu, Cục Đăng kiểm tiến hành thử nghiệm mẫu, trong đó tiến hành đo âm lượng còi. Sau đó, các xe nhập khẩu được kiểm tra xác suất tại cửa khẩu. Theo quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giải âm lượng đối với còi được chấp thuận là 90 đến 115 dB. Nếu trên giải đó sẽ gây nhói tai, có thể dẫn đến mất kiểm soát hành vi.